Xin chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ thu hộp lạnh RF 315 hai kênh. Thì đây, trên tay mình là bộ thu hộp lạnh đây. Ở bên trong thì module có đây, các cái chân cắm nguồn này, ví dụ như cắm nguồn vào này, thì nguồn vào ở đây cái module này mặc định là AC 220V và cái đầu ra của hai relay. Đây, có chân NC, chân COM và chân NO. Bộ này là bộ thu hộp lạnh hai kênh nên là có sử dụng hai dây le 12V để đóng ngắt, nút để hộp lạnh này, đèn báo trạng thái này. Thì để sử dụng module này mình cần một tay phát RF 315. Đây, ở đây trên tay mình là tay phát RF 315 vỏ gỗ một kênh đó. Thì cái module này mặc định khi mua về là nó sẽ sử dụng nguồn nuôi là AC 220V. Thì hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ dùng nguồn AC 220V xuống dùng nguồn DC 5V, 12V hoặc là 24V. Thì hôm nay mình hướng dẫn là sử dụng nguồn 12V DC. Thì đầu tiên các bạn tháo hai cái ốc này ra. Rồi, bước đầu tiên chúng ta tiến hành tháo con tụ này. Tụ này. Bước thứ hai, các bạn tháo bỏ con điện trở R1 này. Bước thứ ba, các bạn nối tắt hai chân con trở R1 này vào. Ở đây là mình chuyển xuống dùng DC 12V. Nếu mà các bạn muốn sử dụng DC 24V thì các bạn phải thay hai con relay này là relay 24V, và muốn sử dụng DC 5V thì các bạn cũng thay hai con relay này 5V, và cái nối tắt cái chân con 7805 này. Đây, nếu mà bạn dùng 5V ấy, thì phải nối tắt chân in với chân out của con 7805 này, con này này. Đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test sử dụng DC 12V. Rồi, thì sau khi đấu nối xong thì nguồn đây, nguồn thì mình đấu nguồn 12V DC. Đây. Đây mình sử dụng con adapter 12V. Đây. Và tải thì mình đấu ra con cái bóng đèn sợi đốt này, sử dụng nguồn 220V. Thì bây giờ mình tiến hành hồng lạnh cho nó đã. Đầu tiên mình cắm nguồn vào. Đây. Các bạn nhấn giữ nút này. Rồi, khi hai đèn sáng này, các bạn nhấn hồng lạnh này, A này, kênh thứ nhất này, B này, kênh thứ hai. Ok, bây giờ là các bạn đã xong đó, dơ le đóng này đó. Thì bây giờ mình sẽ cắm tải, cắm bóng đèn vào này. A này đó. Thì cái module này mình có thể điều khiển cái xa khoảng 15-20 mét tùy vào cái môi trường mà mình sử dụng. Đó. Mình sử dụng nguồn
DC12V để nuôi cho cái bộ thu hồng lạnh này. Thì ở trên thị trường cũng có bán cái loại bộ thu hồng lạnh một kênh, nhưng mà các bạn muốn đóng ngắt một thiết bị đây, bộ thu hồng lạnh một kênh cũng có hai tần số là RF 433 và RF 315. Thì nếu các bạn muốn chuyển đổi xuống DC, sử dụng nguồn DC thì các bạn cũng làm tương tự như mình vừa hướng dẫn. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.